Thưa quý vị, trong không khí cả nước chào đón năm mới mừng Đảng tròn 94 tuổi, sáng nay thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, các ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả đề án xã biên giới sạch về ma túy với 27 trên 27 xã biên giới, 4 đơn vị cấp huyện và nhân rộng 215 xã, phường, thị trấn sạch về ma túy. Hoàn thành 100% mô hình cải cách hành chính tại 460 trên 460 công an xã, phường. 8 năm liên tiếp được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Với những thành tích xuất sắc, Công an tỉnh Nghệ An 9 năm liền được nhận cờ thi đua của Chính phủ và vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của tập thể Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời gửi tới toàn thể lực lượng Công an nhân dân tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới. Bước sang năm 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, luôn nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và có kết quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt thực sự và thực sự là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Chính thời thì Bác Hồ đã nói là công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân và của Đảng, của chính quyền, của vô sản chuyên chính. Vì vậy càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta thì nói là quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Cho nên rằng là trong cái công tác của mình thì chúng ta phải luôn luôn xác định cái vai trò của lực lượng Công an nhân dân và đặc biệt là tăng cường phối hợp với các ngành các cấp, nhất là đối với quân đội. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh khẩn trương tổ chức thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, luật căn cước, chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần của nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa 13 theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự. Tặng quà Tết các cán bộ, chiến sĩ công an ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, phát huy tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình, giữ vững ổn định, an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm trên quê hương xứ Nghệ.